Có biểu mới hò với tao biểu mới vẽ hò. Ừ. Đọc 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 đọc.
Okay.
Rồi xé xong cái. Nên chùa lặng lặng nên di tích còn là gồm ba cấp trải rộng trong một khu đất dài gần 120 mét, rộng gần 70 mét. Chùa cổ thành cổ được xây dựng trên một hồ đá lớn dựng giữa hồ tự nhiên cho ông tre trên mặt nước trình bày một điều tác tinh vĩ thành thanh thoát được thể hiện trên các bức tượng Phật trong chùa. Chùa Keo Thái Bình, các bạn gọi là chùa Keo. Đây là mít.
cộng đồng và nhà văn và các công trình kiến tiền cuộc kháng chiến chống xâm qua xâm lược lần thứ hai sau thất bại lần thứ nhất 981 là năm năm à nhà Tấu chưa từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta từ năm 1688 nhà Tấu ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta quyết khó khăn trong nước trở về ra thành phố nước lắm giềng Lý Thường Kiệt được điều bình do cho chỉ huy của các chiến tướng xâm lược ông chủ trương ngồi yên đợi rằng không bằng nguồn quân đánh chiếm trận thế mạnh của giặc cuối năm 1765 Lý Thường Kiệt chia quân thành hai đạo quân thủy một bộ bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tấu ở Ung Châu không liên thiên châu Trung Quốc ngồi rủ về Lý Thường Kiệt tập trung đánh hạ đánh vỡ thành để an ủi trở về nước Lý Thường Kiệt với nhiều sự phản công xoay vòng No, 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 no.
Oh.